Cẩm nang vào đại học tập 4, tân sinh viên cần mua gì khi nhập học? Các bạn hãy tìm lại các tập khác trong series video Cẩm nang vào đại học dành cho tân sinh viên nhé. Trải qua 12 năm học vất vả và một kỳ thi đầy cam go, chúng ta từ một học sinh đã trở thành một sinh viên đại học. Hầu hết những sinh viên đều phải học xa nhà, do đó, mỗi người cần chuẩn bị cho mình một hành trang đầy đủ nhất để có thể thích nghi với môi trường mới. Đặc biệt, thời điểm làm tân sinh viên là lúc mà chúng ta cảm thấy thiếu thốn nhất sau đây, hồ giáo sư đà nẵng sẽ giúp các bạn tân sinh viên chuẩn bị cho mình những vật dụng đầy đủ nhất cho ngày nhập học. Đồ sinh hoạt cá nhân. Sau đây là danh sách một số đồ dùng dành cho sinh hoạt cá nhân cần phải mua: bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn mặt và khăn tắm, chậu giặt, móc phơi quần áo từ 10 đến 20 cái, tủ đựng đồ cá nhân có thể thay bằng một vali có khóa. Tùy theo thiết kế của phòng trọ hoặc ký túc xá mà chọn loại tủ cá nhân vừa hoặc nhỏ một số khu ký túc xá kiểu mới có sẵn tủ cá nhân dành cho từng phòng gối chăn mền màn mùng chống mũi nệm cá nhân có thể mua hoặc không ấm đun siêu tốc các vật dụng liên quan đến nấu nướng hãy kiểm tra xem ký túc xá có cho phép sử dụng hay không ấm đun có thể nấu nước uống nấu nước tắm nấu mì ăn liền luộc trứng luộc rau ăn lẩu tha hồ mà sáng tạo quạt điện quạt máy là vật dụng cần thiết không chỉ trong mùa hè mà đôi lúc vào cả mùa đông Nguyên nhân là do các phòng trọ thường chật hẹp, bí bức nên đôi lúc thiếu không khí hoặc khó thở, rất cần gió quạt để không khí lưu thông tốt hơn. Quạt hong khô quần áo trong những ngày mưa ẩm. Các bạn sinh viên hãy mua một chiếc quạt nhỏ có khả năng làm mát với tốc độ cao và là hàng nội địa để giúp tiết kiệm chi phí hơn. Đồ dùng học tập, bạn học sinh viên tùy theo diện tích phòng để chọn lựa loại bàn phù hợp. Nếu diện tích phòng đủ lớn, có thể chọn loại bàn rời, đủ dùng cho một người, kê sát với giường ngủ. Nếu diện tích phòng thuộc loại nhỏ, chọn loại bàn gấp có thể dùng được trên giường ngủ. Sách, vở, giấy bút tùy theo yêu cầu môn học để chọn loại phù hợp. Sinh viên lười ghi chép với một quyển vở có thể dùng được tất cả các môn trong cả 4 năm đại học nhé. Giáo trình cứ thông thả, đừng mua nhiều. Một số trường thì giảng viên sẽ gửi tài liệu cho lớp trưởng photo. Một số trường khác bạn hãy mua lại sách cũ của khóa trên hoặc các tiệm sách cũ tiết kiệm được rất nhiều đèn học một cái. Khi còn ở nhà, giờ giấc sinh hoạt của bạn đều theo khuôn phép của bố mẹ, còn khi là tân sinh viên, bạn thường ngủ ngày cày đêm. Vì vậy, trang bị một chiếc đèn bàn là việc làm không bao giờ thừa để tiện lợi cho việc học bài đêm khuya và bảo vệ đôi mắt của chính bạn. Hãy nhớ chọn loại đèn bàn có chụp đèn để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của các bạn khác trong phòng nhé. Máy tính để bàn hoặc laptop. Do việc học hiện nay có nhiều chương trình phải sử dụng đến máy tính nên cần phải mua một cái cho các bạn tân sinh viên. Qua đó, giúp các bạn tân sinh viên làm quen với kỹ năng sử dụng máy tính, phục vụ cho công việc tương lai về sau. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào khả năng tài chính của từng gia đình. Các bạn tân sinh viên nên từ từ quyết định, đầu năm có rất nhiều khoản tiền phải đóng, hãy tạm gác lại nhu cầu mua laptop nếu như bố mẹ chưa xoay đủ tiền. Điện thoại di động, điện thoại di động là vật dụng không thể thiếu của tân sinh viên, ngoài mục đích liên lạc, giải trí, bạn còn dùng để học tập chụp ảnh, quay phim. Hiện nay, điện thoại di động rất đa dạng về mẫu mã và giá cả, bạn có thể thoải mái lựa chọn một chiếc phù hợp với nhu cầu và túi tiền của mình. Với smartphone, bạn có thể soạn email, lướt web, nhắn tin, tạo ghi chú nhắc nhở và tất nhiên có thể gọi điện về nhà bất cứ lúc nào. Hầu hết các trường đại học đều có Wi-Fi nên bạn có thể truy cập internet tự do và thoải mái. Với một số tân sinh viên chưa có điều kiện mua laptop thì smartphone sẽ hỗ trợ được khá nhiều chức năng trong tình hình dịch bệnh Covid vẫn liên tục tái bùng phát, việc học online sẽ diễn ra rất thường xuyên. Đăng ký tiến chỉ hay thi online thì vẫn nên tìm laptop hoặc máy tính đề bàn. Nhưng nếu chỉ học online qua Zoom hoặc Google Meet thì một chiếc điện thoại thông minh hoàn toàn có thể đáp ứng được. Thẻ ngân hàng và ví điện tử Đa phần các trường đại học sẽ làm thẻ sinh viên tích hợp thẻ ngân hàng cho nên các bạn không cần phải làm nhiều thẻ. Thường các bạn tân sinh viên ở tỉnh lâu lâu mới về nhà một lần, ba mẹ phải thường chuyển sinh hoạt phí, học phí qua ngân hàng, hãy chọn ngân hàng nào thuận tiện cho ba mẹ. Ở một số xã huyện ngoài Agribank thì không còn ngân hàng nào nữa. Nếu có lựa chọn khác, hãy tìm hiểu xem vì phong cách phục vụ của Agribank 3 5 Khi làm thẻ nên yêu cầu tạo luôn mobile banking vì có thể dùng để chuyển khoản, đóng học phí, internet, điện nước bằng điện thoại. Đó là ứng dụng mobile banking của các ngân hàng nếu các bạn muốn có nhiều lựa chọn hơn cho việc thanh toán online, nạp cạc điện thoại, mua sắm online, vân vân, thì nên cài đặt thêm một ứng dụng ví điện tử, ví dụ như Viettel Pay, Zalo Pay, Momo, vân vân. Nếu ai mới dùng Momo thì có thể nhập mã giới thiệu là số điện thoại của admin 0704499995 người giới thiệu và người được giới thiệu sẽ nhận được quà tặng đâu đó khoảng từ 400.000 đến 600.000. Ba lô vật dụng cuối cùng hội dân sư Đà Nẵng đề xuất đó là một chiếc ba lô. Ba lô là đồ dùng thân quen không thể thiếu của các bạn sinh viên. Ngoài việc chứa đồ dùng học tập, nó có thể chứa được nhiều hơn thế như quần áo, đồ dùng cá nhân, vân vân. Những khi về thăm ba mẹ hoặc đi chơi xa, với những người đi học xa nhà như chúng ta, ba lô vô cùng hữu ích vì nó chứa được rất nhiều thứ thay vì phải mang một chiếc vali nặng trịch. Hãy chọn một chiếc ba lô bền chắc thay vì một chiếc ba lô đẹp vì chúng ta sẽ có thể sử dụng tốt hơn và lâu dài hơn. Trên đây là video tập 4: Tân sinh viên cần mua gì khi nhập học? Để xem các video khác trong series video Cẩm Năng vào Đại học dành cho tân sinh viên, các bạn hãy tìm link danh sách video trong phần mô tả hoặc bình luận được ghim. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin bấm thích video và đăng ký kênh để ủng hộ Hồ Giá Sư Đà Nẵng.